Liệu chúng ta có thể không quan tâm đến chính sách, luật lệ được ban hành? Liệu chúng ta có thể bỏ mặc việc quyết định mọi vấn đề của đất nước cho các viên chức chính quyền muốn làm thế nào cũng được? Câu trả lời là không được, bởi vì theo học thuyết xã hội của Hội Thánh, để xây dựng một xã hội tốt đẹp, cần sự tham gia của mọi công dân. Hơn nữa, sự tham gia này còn là một trong những trụ cột nâng đỡ hệ thống dân chủ, cũng như đảm bảo cho hệ thống ấy luôn được bền vững. Điều này có nghĩa là các cá nhân và đoàn thể dân sự ở bất cứ cấp nào cũng phải được thông tin, lắng nghe và tham gia vào việc thi hành các chức vụ một cách trực tiếp hay thông qua các đại biểu. Sự tham gia vào đời sống xã hội không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng việc này sẽ không mang lại kết quả nếu người dân tham gia một cách không xứng hợp hay không đúng đắn. Chẳng hạn, nhiều công dân chỉ giới hạn vào việc bầu cử hoặc xem chính quyền như là công cụ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Bên cạnh đó, văn hóa, bối cảnh xã hội và luật lệ cũng có thể gây trở ngại cho sự tham gia của nhiều người. Thậm chí ở một số chế độ chuyên chế hay độc tài, quyền tham gia còn bị xóa bỏ tận gốc vì bị xem như là mối đe dọa cho sự ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Do đó, sự tham gia cần được nhà nước bảo vệ nhằm tránh mọi hình thức độc tài cá nhân hay phe nhóm, cũng như tránh việc gạt ra bên lề một số công dân thông qua các cơ cấu tổ chức, pháp luật. Ngoài ra, những nỗ lực trong lĩnh vực thông tin và giáo dục là vô cùng cần thiết. Tham gia vào đời sống xã hội và chính trị là nghĩa vụ cũng như là quyền lợi của mọi công dân. Vậy, người dân không thể nào để mặc cho một nhóm thiểu số trong cộng đồng chính trị đảm trách mọi việc của đất nước, cho dẫu cộng đồng ấy được chính người dân chọn lựa đi nữa.